Người chết 8 tiếng đồng hồ, tâm nguyện người chết xin hiến xác nhân đạo, thì người chết đó có đau đớn, sân si không? Xin thưa các vị, ở đây có ai bị chụp thuốc mê khi mổ chưa? Khi chúng ta chụp thuốc mê mổ rồi á, thì khi chúng ta mê, người ta mổ xẻ chúng ta có biết gì không? Cái đó chỉ gọi là ức chế hệ thần kinh thôi, là chúng ta không còn cảm giác về điều đó, đúng không? Còn huống chi là vấn đề sau khi chết. Xin thưa các vị, sau khi chết 8 tiếng có nghĩa là tất cả các thần thức về nguyên tắc là đều đã thoát sinh ra khỏi cái thân tiền ấm này rồi. Ít nhất, xin thưa các vị, cũng dài 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng. Tùy mỗi chúng sinh, cái thần thức mà khi thoát ra khỏi xác lần cuối cùng thì tối đa là 8 tiếng. Còn có thể là 1 tiếng, 2 tiếng, nửa tiếng hay là 3 tiếng gì đó, tùy cái hoàn cảnh, cái tình trạng tâm thức và cái cơ thể trạng của mỗi người. Vì vậy ở đây xin thưa các vị, 8 tiếng đồng hồ thì không còn gì nữa để nói. Nhưng mà tại vì hiến xác cho khoa học, thường thường người ta lấy các bộ phận của cơ thể, người ta không phải đợi là sau khi chết 8 tiếng đâu, mà người ta lấy khi chúng ta sắp lâm chung á. Cho nên ở đây cái điều quan trọng là các cái bộ phận này, nếu người ta xin chúng ta con mắt hay là tủy não gì đó, hay là phổi hay là gan thận gì đó, tim gì đó, nếu người ta muốn xin thì xin lúc chúng ta trước khi tắt thở. Bác sĩ cho rằng là nửa tiếng 10 phút nữa người này phải tắt thở, thì lúc đó người ta bắt đầu lấy các bộ phận của mình khi còn sống để người ta cứu người khác. Cái hiến xác các bộ phận là như vậy. Còn để gọi là hiến xác cho người ta thí nghiệm thì không còn gì để nói. Sau 8 tiếng thì không còn gì để gọi là phân tích cái sợ cái gì nữa cả. Xin thưa các vị, trừ ra người này chết lâm sàng, tức là khi chết lâm sàng như vậy, về mặt cảm giác vẫn còn, thần thức chưa thoát khỏi thân, thì lúc đó cái cảm giác vẫn còn. Và vì vậy cái người nào hiến các bộ phận của mình thì phải đắn đo cái điều này, là mình cứ quán chiếu rằng nếu mình cho một bộ phận đó với ai, tức là cho tim, cho thận, cho gan, cho gì đó, mà nếu trước khi chúng ta tắt thở thì y học đã dùng cái bộ phận của chúng ta, mà chúng ta quán chiếu rằng tôi chấp nhận làm điều này, bởi vì tôi biết trước sau gì tôi cũng chết. Nếu tôi chết mà tôi cứu được một người, tôi làm lợi ích cho nhiều người, tôi rất mãn nguyện và hãnh diện điều này, cho dù vấn đề đó có xảy ra với tôi đau đớn. Thì người này nếu có một ý niệm vững chắc như vậy thì cứ việc cho, tốt chứ không sao. Nhưng mà nếu người này không có ý niệm này, mà khi người khác dùng bộ phận của chúng ta bằng cách cưỡng đoạt lấy, lúc mà chúng ta yếu đuối mà sắp lâm chung như vậy, thì cái người này sẽ sân si khởi lên, đau đớn, tức tối và giận hờn. Cái này đương nhiên. Vì vậy việc này chúng ta phải làm tư tưởng trước. Còn để sau khi chết 8 tiếng, cái thân xác đó không còn gì để nói, không còn gì ai muốn làm thân xác đó bằng cách nghiên cứu khoa học, y học gì đó, không có vấn đề. Cho nên ở đây sau 8 tiếng thì không còn là vấn đề tham sân si gì nữa cả. A Di Đà Phật.